ngày 26 tháng 11, liên quan tới vụ việc nhiều học sinh của trường trung học cơ sở thị trấn Cái Rồng ở khu 3 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo mua ở cổng trường sáng ngày 25 tháng 11. Các lực lượng liên ngành của huyện đang điều tra làm rõ vụ việc. Nhà trường cũng đã xác định có 126 học sinh, chủ yếu khối 8 và 9, sử dụng loại kẹo này. Trong đó, có 5 em bị tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở, đau đầu, được đưa đến trung tâm y tế huyện điều trị và sức khỏe các em đã ổn định. Loại kẹo mà các học sinh đã mua có vỏ màu xanh, nhãn mác Hai Giang cùng dòng chữ nước ngoài, không có tem phụ chữ Việt. Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn đã gửi mẫu kẹo trên tới cơ quan chuyên môn để xét nghiệm kiểm tra thành phần trong kẹo, yêu cầu các trường học, gia đình trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không được mua và sử dụng các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Dự báo, trong vòng 4 ngày kể từ hôm nay, ngày 27 tháng 11, Nam Bộ sẽ đón một đợt triều cao, có khả năng gây ngập ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở Tây Nam Bộ. Nước các sông đều lên cao vượt báo động 2, có trạm lên trên báo động 3, ảnh hưởng đến việc đi lại. Cơ quan Thủy văn dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện trong các ngày 27 đến 29 tháng 11, tức 15 đến 17 tháng 10 âm lịch. Thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 4 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Theo các chuyên gia khí tượng, đầu tuần, Bắc Bộ vẫn rét về đêm nhưng ban ngày có nắng ấm liên tục 6 đến 7 giờ đồng hồ, nên nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ C. Kiểu thời tiết đẹp, trời tạnh ráo ở Bắc Bộ sẽ kéo dài hết tuần này. Còn ở Trung Bộ, dự báo mưa sẽ giảm. Trưa đến chiều nay mưa dứt hẳn, có nắng trở lại. Sau khi tăng khoảng 1,3 triệu đồng một lượng trong tuần trước, giá vàng miếng SJC trong sáng đầu tuần tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng một lượng. Vào khoảng 8 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty B&J báo giá vàng SJC ở mức 71,3 triệu đồng một lượng mua vào và 72,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng SJC ở mức 71,4 triệu đồng một lượng mua vào và 72,35 triệu đồng một lượng bán ra, giữ nguyên giá mua nhưng tăng 100.000 đồng giá bán. Công ty SJC mặc dù giữ nguyên giá vàng SJC so với cuối tuần trước nhưng neo ở giá cao với 71,3 triệu đồng một lượng mua vào và 72,32 triệu đồng một lượng bán ra. Do giá vàng biến động mạnh thời gian qua nên chênh lệch giữa giá mua và giá bán được kéo giãn lên hơn 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 được các doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục tăng 200.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Cụ thể, công ty SJC giao dịch vàng nhẫn SJC 1, 2 và 5 chỉ ở mức 60,5 triệu đồng một lượng mua vào và 61,6 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Tương tự, công ty B&J cũng báo giá vàng nhẫn B&J ở mức 60,4 triệu đồng một lượng mua vào và 61,6 triệu đồng một lượng bán ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Để tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rút kinh nghiệm việc điều hành tăng trưởng tín dụng chậm năm 2022, khẩn trương rà soát kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực, kết quả cấp tín dụng của từng tổ chức tín dụng đến thời điểm hiện tại. Từ đó, theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 kịp thời, hiệu quả, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm. Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành tăng trưởng tín dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 1 tháng 12 năm 2023. Theo công điện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái được giao theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Sáng ngày 27 tháng 11, tại nhà Quốc hội,
với 431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87,25%, Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước. Luật căn cước mới vừa được thông qua đã nêu rõ các trường thông tin thay đổi thể hiện trên thẻ căn cước, trong đó có ảnh khuôn mặt, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, nơi cư trú, ngày cấp thẻ và hạn sử dụng. Như vậy, so với luật căn cước công dân hiện hành, trường thông tin về quê quán, vân tay đã được bỏ không cần thể hiện trên căn cước. Thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước gồm thông tin nhân dạng, thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, móng mắt, ADN, giọng nói, nghề nghiệp. Trong đó, với thông tin ADN và giọng nói, chỉ thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Bên cạnh đó, để khai thác được các thông tin trong chip điện tử phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và các thiết bị này phải được Bộ Công an cung cấp mã bảo mật để xác thực, bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật thông tin. Trường hợp các cơ quan nhà nước khác cung cấp thiết bị chuyên dụng để đọc thông tin trong thẻ căn cước, thì các thiết bị này đều phải được cơ quan chuyên môn của Bộ Công an kiểm tra và cung cấp mã bảo mật.